Đến chủ Yapa xin chào các bạn. Hôm nay trường Lập sư sẽ giới thiệu với các bạn 68 câu ví dụ về câu chữ bả và đây là những câu rất là thông dụng trong giao tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 68 câu ví dụ về chữ bả nha các bạn. Chúng ta sẽ đến với các ví dụ. Ví dụ thứ nhất, bả mấn quan sảng, bả mấn quan sảng. Đây là một câu mệnh lệnh cho nên nó không có chủ ngữ. Chúng ta ngầm hiểu chủ ngữ ở đây là nỉ Uh, và câu này sẽ được bắt đầu bằng chữ bả luôn Bả rồi đến tân ngữ ở đây là mấn là cái cửa Động từ là quan là đóng và thành phần khác là sang Tức là làm cho nó đóng hẳn lại Bả mấn quan sẵn Bả mấn quan sẵn Đóng cửa vào đi Tương tự như vậy Bả choang hủ quan sẵn Bả choang hủ quan sẵn pả rồi đến tân ngữ là choang hủ Nghĩa là cái cửa sổ Động từ là quan và thành phần khác là sang đóng cửa sổ vào. Bả tiên sư quan đeo. Bả tiên sư quan đeo. Bả rồi đến tân ngữ là tiên sư nghĩa là TV, động từ là quan nghĩa là tắt. Và cái từ teo là thành phần khác. Là cái kết quả của việc tắt đấy. Bả tiên sư quan đeo, tắt TV đi. Bả tiên sư khai chỉ lái. Bả tiên sư khai chỉ lái bả rồi đến tân ngữ tiên sư động từ là khai nghĩa là bật và cái thành phần khác là chỉ lấy bả tiên sư khai chỉ lấy bật tivi lên của chiều hưa quán chủ ngữ là của mình rồi đến bả rồi đến tân ngữ là chưa lẻng phím chiều hai chai rượu này động từ là hưa uống và cái thành phần khác là quán ta là hết Woman bà chưa lạng chiều hưa quán bà chúng ta uống hết hai chai rượu này đi. Tha bà chua chữ sang tờ chai tâu chư quang lờ. Tha bà chua chữ sang tờ chai tâu chư quang lờ. Chủ ngữ tha rồi đến bà. Sau đó tân ngữ là chua chữ sang tờ là những món ăn trên bàn. Động từ là chư và cái kết quả của nó là quang lờ. Cái là thành phần khác. Có nghĩa là hết rồi. Ta bà chua chữ sang ta chai, tâu chư quang lở. Anh ta đã ăn hết sạch những món ăn ở trên bàn rồi. Ta bà chua chữ sang ta chai, tâu chư quang lở. Ta bà của tờ quán chui, lở. Ta bà của tờ quán chui, lở. Chủ ngữ tha rồi đến bà. Tân ngữ là của tờ quán chui, nghĩa là đồ chơi của con. Động từ là chẳng và cái thành phần khác đây là chẩu lơ. Tha báo của tờ quán truyền chẳng chẩu lơ là nó lại cướp mất đồ chơi của con đi rồi. Nó cướp mất đồ chơi của con rồi. Tha báo của tờ quán truyền chẳng chẩu lơ. Xẻo thâu báo của tờ truyền báo thâu chậu lơ. Xẻo thâu báo của tờ truyền thâu chậu lơ. Chủ ngữ là xẻo thâu, người ta tên trộm, rồi đến bả. Tân ngữ là của tờ chén bao, cái ví tiền của tôi. Động từ là thâu, là lấy trộm. Và cái thành phần khác là chẩu lơ. Có nghĩa là làm cho nó không còn ở chỗ cũ nữa. Xẻo thâu, bả của tờ chén bao, thâu chẩu lơ. Tên trộm đã lấy trộm mất cái ví của tôi rồi. Khoai bả chén treo chu lại. Khoai bả chén treo chu lái Ví dụ như là khi một cái tên cướp uh, chặn lại một người và cướp tiền Hắn sẽ nói là khoai bả chén treo chu lái, mau đưa tiền ra đây Ở đây câu này là câu mệnh lệnh cho nên nó không có chủ ngữ ngầm hiểu Chủ ngữ là nỉ Đến từ bả Và tân ngữ đây là chén, động từ là treo, nghĩa là giao, nộp Và chu lái là ra Khoai bả chén treo chu lái, mau giao tiền ra đây, mau đưa tiền ra đây Khoai bả tha treo chỉ lái, Khoai bà tha chào chỉ lại Mau gọi anh ta dậy Khoai bà tha chào chỉ lại Nì khăn, nì bà ớ dự cháu xỉn lơ Nì khăn, nì bà ớ dự cháu xỉn lơ Nì khăn, anh xem Chủ ngữ là nì Và đến từ bà, tân ngữ là ớ dự là con trai Động từ là chảo tức là làm ồn, gây ồn và cái thành phần khác đây là từ xỉn lơ là", là tỉnh dậy rồi ní khan anh xem ní bả ớ chữ cháo xỉn lờ là", anh làm ôn khiến cho con tỉnh dậy rồi ní khan ní bả ớ chữ cháo xỉn lờ tiếp theo ní bả của tôi sổ chi nung hoài lờ khoai thấy của ní bả của tôi sổ chi nung hoài lờ khoai thấy của chủ ngữ nỉ và đến bả rồi đến tân ngữ là ủa tơ sổ chi là cái điện thoại của tôi động từ là nung có nghĩa là làm hoài lở là thành phần khác nghĩa là hỏng rồi ní bả ủa tơ sổ chi nung hoài lở bạn đã làm hỏng điện thoại của tôi rồi khoai thấy ủa mau đền cho tôi ủa bả tha hấn hận tơ tả lợi ý tuần ủa bả tha hấn hận tơ tả lợi ý tuần Tôi đã đánh cho anh ta một trận như tử. Bà tập về chua xong. bà rồi đi. lờ bà rồi Bài là chua Bài về nhà là chua là Bài tập về nhà động từ là làm và thành phần khác đây là từ là xong. bà rồi hãy đi. bà quá lờ bà làm xong bài tập đã rồi hãy đi. Bả chưa phân quấn chèn tả in chu lái. Bả chờ phân quấn chèn tả in chu lái. Bả rồi đến tân ngữ là chưa <laughs> phân quấn chèn là cái tài liệu này. Động từ là tả in nghĩa là in, in ấn. Và thành phần khác đây là chu lái. Chu lái tức là làm cho nó xuất hiện ra bà chưa phân vấn chèn tải in chu lại là in cái tài liệu này ra nì nấng ba ngúa bà tiền nào siêu hảo mà nì nấng ba ngúa bà tiền nào siêu hảo mà nì nấng ba ngúa bạn có thể giúp tôi bà bạn... rồi đến tân ngữ là tiền nào là cái máy tính siêu nghĩa là sửa chữa và từ hảo là kết quả của cái việc sửa chữa đây là sửa chữa cho nó khỏi Nì nâng băng tiền nào siêu hảo mà bạn có thể sửa được cái máy tính của tôi không? Hãy mấy tao yuê tỷ tha chiều bà chén hoa quang lở. Hãy mấy tao yuê tỷ tha chiều bà chén hoa quang lở. Hãy mấy tao yuê tỷ là vẫn chưa đến cuối tháng. Yuê tỷ là cuối tháng. Tha chiều, anh ấy đã bả chén hoa quang lở. Bà, rồi đến tân ngữ là chén là tiền động từ là hoa nghĩa là tiêu và cái thành phần khác đây là quang lở là cái kết quả của việc tiêu đấy là làm cho nó hết sạch đi rồi hai mấy tàu duy tỷ vẫn chưa đến cuối tháng tha chiều anh ấy đã bả chén hoa quang lở tiêu hết tiền rồi hai mấy tàu duy tỷ tha chiều bả chén hoa quang lở vẫn chưa đến cuối tháng anh ấy đã tiêu hết sạch tiền rồi tao tỷ怎么回事你都把我说糊涂了 Đạo tỷ chẳng mơ hồi sơ, Nì đâu bả wà sùa hú thù lờ. Đạo tỷ, rốt cuộc, chẳng mơ sơ, chuyện là thế nào? Chuyện gì vậy? Nì đâu bả wà sùa hú thù lờ. Ở trong đây có từ tâu là dùng để nhấn mạnh. Chủ ngữ đây là nỉ, rồi đến bả. Tân ngữ đây là ủa, động từ là xua, nghĩa là nói và từ hú thủ nghĩa là làm cho ai đó mơ hồ hồ đồ nó càng nói càng không hiểu mơ màng tao thì chậm mất rốt cuộc là chuyện gì vậy ni tô bá của sure hú thủ là bạn nói khiến cho tôi chả hiểu gì cả tao tỷ chậm mất khỏi sơ ni tô bá của xua hú thủ là Nhi khan, nhi bá của pha lì chẳng sầm mơ Nì bá vỡ tờ thấu pha tô lì chẳng sớm mấy ăn dữ lờ. Nì khan, bạn nhìn xem. Nì bá vỡ tờ thấu pha lì trấn sớm mấy ăn dữ lờ. Đây là câu chữ bả và chúng ta sẽ cùng phân tích. Chủ nghĩa là nì rồi đến bả. Tân ngữ là vỡ tờ thấu pha là tóc của tôi, mái tóc của tôi. Động từ đây là lì, tức là cắt tóc. Nì khan, nì bá vỡ tờ thấu pha lì chẳng sớm mấy ăn dữ lờ. Bạn xem, bạn cắt tóc tôi thành thế nào thế hả? 出门时别忘了把钥匙带上出门时别忘了把钥匙带上出门时 là, là, là khi đi ra ngoài bía là, đừng quên 把 Và đến tân ngữ là sử là chìa khóa Động từ là tài là mang Và tân, thành phần khác ở đây là từ 上 Nghĩa là làm cho nó theo cùng với mình

睡觉前记得把门锁好。睡觉前，trước khi ngủ, 记得 nhớ là nhớ bảo rồi đến tân ngữ là mấn là cái cửa và động từ là sửa là khóa và thành phần khác đây là hảo tức là khóa cho nó kỹ vào。睡觉前记得把门锁好。trước khi ngủ nhớ là phải khóa cửa cẩn thận。睡觉前记得把门锁好。 thai rửa là bà choang hủ tả khai thai rửa là bà choang hủ tả khai thai rửa là nóng quá bà choang hủ tả khai mở cửa sổ ra chỉnh trá bà xẻo thâu tay dậu là chỉnh trá bà xẻo thâu tay chậu là chỉnh trá là chủ ngữ nghĩa là cảnh sát rồi đến chữ bà sau đó đến tân ngữ là xẻo thâu là tên trộm động từ là tai, nghĩa là dẫn hoặc mang hoặc đưa và cái thành phần khác là chậu lờ tức là làm cho nó không còn ở đây nữa chỉnh trá bá xẻo thâu tài chậu lờ cảnh sát đã đưa tên trộm đi rồi chỉnh trá bá xẻo thâu tài chậu lờ bà tha xung tao chỉnh trá chú ý bà ra chỉnh trá chú lì tha bà. bà tha xung tao chỉnh trá chú ý bà ra chỉnh trá chú lì tha bà. bà rồi đến tân ngữ là tha rồi đến động từ là từ sung Là đưa hoặc giải dẫn Và cái thành phần khác đây là Tao chỉnh trả chú Là đến đồn cảnh sát Bà tha sung tao chỉnh trả chú ý bà Giải hắn ta đến đồn cảnh sát đi Rang chỉnh trả chú lý tha Để cho cảnh sát xử lý hắn ta Bà tha sung tao chỉnh trả chú ý bà Rang chỉnh trả chú lý tha Tha bảo của tớ mì mì tao xua chú chú Tha bả wo de mi mi dou chu 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 ngữ là tha cô ấy rồi đến chữ bả tân ngữ là ủa tờ mi mi nghĩa là bí mật của tôi rồi đến động từ là sure nghĩa là nói và thành phần khác đây là chu lở. chu 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 tức là nó ra ngoài nó hướng ra ngoài tha bả ủa tờ mi mi tàu sure chu chu là cô ấy đã nói bí mật của tôi ra ngoài rồi Tha của mi <laughs> Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ 不要把那件事放在心上了 yào chen Phang rồi đến tân ngữ đây là chen sư là sự việc đó Động từ là phang nghĩa là đặt để Chai xin sang là thành phần khác là Trong, trong lòng mình Bả mơ phang xin sang Tức là cứ để cái việc gì đó vào trong tâm của mình Búi ao bả nà chen phang xin sẵn Tức là đừng có bận tâm đến việc đó nữa Bả tha cẩy quang là bả Bả tha cẩy quang là bả Và đôi khi trong khẩu ngữ thì trước động từ lại còn có thêm chữ cẩy nữa Bả tha cẩy quang là bả Hãy quên anh ấy đi 你是不是把我给忘了？你是不是把我给忘了？你是不是搞反吧？把我给忘了 q n 你是不是把给了？说话前得把话想清楚。说话前得把话想清楚。说话前，có nghĩa là trước khi nói，说话来 nói。 Sô hoa chén trước khi nói tẩy nghĩa là phải Bả hoa sẻng chinh trụ Bả và đến tân ngữ là hoa nghĩa là nơi nói Động từ là sẻng là nghĩ Và chinh trụ là thành phần khác nghĩa là rõ ràng, kỹ càng Sô hoa chén tẩy bả hoa sẻng chinh trụ Trước khi nói phải nghĩ cho kỹ Bả yàn chinh bị sàng Bả yàn chinh bị sàng Tân ngữ đây là dạng chính nghĩa là mắt và động từ là pi nghĩa là nhắm và sang tức là làm cho cái gì đó nó khép lại nó chập lại với nhau thì người ta thường hay dùng bổ ngữ là sang bá dạng chính pi sang là nhắm mắt lại của giao <laughs> chia <laughs> ban hoàn tiền chạy hồi <laughs> lại lý bà cha mẫn giao sự tay sang của giao chia ban hoàn tiền chạy hồi lại Nǐ bǎ jiā měn yào sửa tài sản Ủa yào gia anh phải tăng ca Quán tiện chai hồi lại. Muộn một chút mới về nhà Nǐ bả chia měn yào sửa tài sản à, Đây là một cái vế câu có chữ bả rồi chúng ta cùng phân tích chung ngữ là nǐ rồi đến chữ bả Tân ngữ là chia mấn yào sự là chìa khóa cửa Động từ là tài và cái thành phần khác đây là sản

Rồi đến chữ bả tân ngữ là bao cao là bạn báo cáo Động từ là xỉa nghĩa là viết Thành phần khác là chu lái là ra Ní bả bao cao xỉa chu lái Bạn hãy viết báo cáo ra nhé Chín thiên xe khai huệ Ní bả bao cao xỉa chu lái Chiều nay họp Bạn hãy viết báo cáo ra nhé Ní bả ủa tới hoa tàu tang chùa ở biên phân là sự bố sự Ní bả ủa tới hoa tàu tang chùa ở biên phân là sự bố sự Ní bả ủa tới hoa cậu coi những lời nói của tôi tâu tang chùa đều coi như là ở biên phân là sự của sự à, gió thoảng bên tai đấy phải không ở đây chúng ta có chủ ngữ là nỉ và đến bả tân ngữ là của tơ hoa lời nói của tôi động từ là tang chùa coi như là thành phần khác là ở biên phân bù quản tha tua mà hiểu chiến. ủa tâu tha phang yến quản bất luận tha tua mà hiểu chén anh ta có nhiều tiền như thế nào của tâu bù bà tha phang giải yến lị bù bà ai đó phang giải yến lị tức là không coi trọng bù quản tha tua mà hiểu chén của tâu bù bà tha phang giải bất kể anh ta có nhiều tiền đến đâu tôi cũng không để ý đến anh ta tôi cũng không coi trọng anh ta xiao mao chạy thâu chư tung sĩ khoai bà tha cán chậu xiao mao chạy thâu chư tung sĩ Khoai bà tha cán chở Xiao mau con mèo chạy thâu chư tung dị Đang là ăn vụng đồ ăn Khoai mau chóng Bà tha cán chở đuổi nó đi Tha bà sổ sang số hiệu tờ chiến chia cái lơ vỡ Tha bà sổ sang số hiệu tờ chiến chia cái lơ vỡ Chủ ngữ là tha nghĩa là anh ấy Rồi đến chữ bà Tân ngữ là sổ sang số hiểu tờ chén, tất cả số tiền trong tay. Động từ là chia, là cho vay, và thành phần khác là cẩy lơ là cho tôi. Tha bá sổ sang số hiểu tờ chén, tâu chia kể lơ của. anh ấy đã cho tôi vay tất cả số tiền ở trong tay. lý phản xin, của ý định bà cung chúa, chua họ. Nín phản xin, xếp hãy yên tâm. Ủa ý tinh huy, em nhất định sẽ bà cung chùa chùa hảo làm tốt công việc sau từ bà chúng ta có tân ngữ là cung chùa là công việc động từ là chùa nghĩa là làm và thành phần khác là từ hảo nín phản xin của ấy tiền huy bà cung chùa chùa hảo xếp yên tâm em nhất định sẽ làm tốt công việc của mama chào chưa hảo mama chào cụ hảo cảm ơn em bà rồi đến tân ngữ là ủa ma mà mẹ của anh động từ là chào cu là chăm sóc tớ chưa mơ hảo là thành phần khác có nghĩa là tốt như thế này xin xin lý bà ủa ma mà chào cu tớ chưa mơ hảo cảm ơn em đã chăm sóc mẹ anh tốt như vậy ủa bà lão sư xua tờ mấy ý chi hoa tâu chi sẻ lại ủa bà lão sư xua tờ mấy ý chi hoa tâu chi xả lại chủ ngữ của rồi đến chữ bà tân ngữ là lão sư xua tờ ý truy hoa nghĩa là từng câu nói mà thầy giáo nói động từ là chi nghĩa là ghi chép ghi nhớ xe lại là thành phần khác là làm cho nó cố định lại của bà lão sư xua tờ mẩy ý truy hoa tôi chỉ xe lại tôi đã ghi chép từng câu nói của thầy giáo lại nỉ nán tao ba chín chén bi bí dậu chính hãy dạo <Nhạc> Nhi nán tao bả chín chén khăn đỡ bí dụ chén hái chung yao má? Nhi nán tao bả chín chén khăn đỡ bí dụ chín hái chung yao má? Nhi nán tao bạn lẽ nào... S xin lỗi các bạn, Trần lao sư hơi khẳng tiếng rồi Nhi nán tao bạn lẽ nào bả chín chén khăn đỡ bí dụ chín hái chung yao mà Bạn lẽ nào coi trọng tiền bạc hơn cả tình bạn sao? thì nắm và nhau mà. Và thưa các bạn, bài học chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm